Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, câu 35 đến câu 37. Hôm đó, khi giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu lên tiếng hỏi: "Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua David? Chính vua David được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa thượng tôi: Bên hữu Cha đây, con lên ngự trị, để rồi bao địch thù Cha sẽ đặt dưới chân con. Chính vua David gọi Đấng Kitô là Chúa thượng, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được?" Đám người đông đảo nghe Đức Giêsu cách thích thú. Anh chị em thân mến, trong trang tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã trích dẫn một lời thánh vịnh của vua David để bác bỏ quan niệm cho rằng con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa. Đó là một thông lệ xem ra cũng rất bình thường trong cách suy nghĩ của người Do Thái thời Chúa Giêsu. Đấng Kitô cứu thế mà họ mong đợi phải là một vị vua, mà đã là vua thì đương nhiên phải xuất thân từ dòng dõi đế vương. Quả thật, Chúa Giêsu là vua, nhưng không phải là vua theo cung cách cha truyền con nối, hoặc theo dung mạo mà niềm hy vọng của dân chúng đang vẽ ra. Trong thánh vịnh, vua David được linh ứng đã gọi Đấng Kitô là Chúa thượng. Chúa Giêsu lý luận như sau: chính David gọi người là Chúa, thì sao người lại có thể là con David được? Chúa Giêsu quả thật là vua, nhưng người không làm vua theo cung cách và sự chờ đợi của người đời. Chúng ta hẳn còn nhớ tại địa hạt Cesare Philippe, khi ông Phêrô được linh ứng đã tuyên xưng người là Đấng Kitô, Chúa Giêsu liền loan báo về cuộc tử nạn của người. Chính qua cái chết của người, Chúa Giêsu đã thể hiện tư cách Kitô và hoàn tất công cuộc cứu rỗi loài người. Đức Giêsu là vua, nhưng chỉ thể hiện tư cách làm vua bằng cuộc sống và phục vụ đến cùng. Chính trên thập giá mà người đăng quang như một vị vua. Hiểu như thế về tư cách làm vua của Chúa Giêsu, chúng ta mới thấy rõ được danh hiệu Kitô của chúng ta. Liền sau khi loan báo về cuộc tử nạn của người, Chúa Giêsu đã nói đến những điều kiện của người môn đệ: ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mỗi ngày mà theo ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con mang lấy danh hiệu Kitô hữu là tham dự vào vương tính của Chúa, nghĩa là đi lại con đường hiến thân phục vụ và hy sinh đến cùng. Ước gì chúng con luôn biết thể hiện vương tính của Chúa bằng cuộc sống hiến thân phục vụ và hy sinh cho đến cùng, như thánh cả Giuse đã phục vụ và hy sinh cho Chúa xưa kia. Amen.